xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống kính thưa quý vị hành trình gieo chữ nơi vùng cao chưa bao giờ là dễ dàng nhiều giáo viên cắm bản phải ở trong căn nhà tạm bỡ chịu cảnh nắng xiên mưa rột thiếu thốn thế nhưng họ vẫn miệt mài cõng con chữ đến các vùng sâu vùng xa có lẽ vì thế mà khi nghe tin một cô giáo cắm bản tử vong trên đường đến trường đã khiến cho dư luận không khỏi xót xa càng đau lòng hơn khi nghe về gia cảnh của nạn nhân. Cô giáo đã ra đi mãi mãi và để lại hai con nhỏ với nỗi đau mất mẹ. Ông Nguyễn Đức Tuyên, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Minh, Hà Giang đã thông tin về sự việc. Cô Mai Thị Yến, giáo viên trường mầm non Đường Thượng, xã Đường Thượng, huyện Yên Minh, bị tai nạn tử vong trên đường đến trường. Cụ thể theo ông Tuyên, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua, vợ chồng cô về quê thăm gia đình. Kết thúc kỳ nghỉ ngày mùng 3 tháng 5, khi cô Yến cùng chồng và con nhỏ di chuyển bằng xe máy trở lại điểm trường, khi cách điểm trường khoảng 2 km do đường trơn trượt và xe máy gặp sự cố về phanh, phương tiện lao xuống vực khiến hai vợ chồng bị thương nặng. Đồng nghiệp và người dân phát hiện đã nhanh chóng ứng cứu, đưa vợ chồng cô Yến đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Do bị thương quá nặng, nữ giáo viên qua đời vào lúc 20 giờ cùng ngày. Chồng cô tiếp tục được cấp cứu tại bệnh viện, còn con trai may mắn chỉ xây sức nhẹ, sức khỏe đã ổn định. Ông Tuyên chia sẻ thêm, có lẽ vì ôm để che chắn cho con 5 tuổi nên những va chạm cô gánh, cháu bé chỉ bị xây sát, không bị thương nghiêm trọng. Hay tin cô Yến mất, các đồng nghiệp, nhà trường và các em học sinh đều xót thương. Đến sáng ngày 6 tháng 5, việc an táng cô giáo Mai Thị Yến, giáo viên trường mầm non Đường Thượng, xã Đường Thượng, huyện Yên Minh, bị tai nạn tử vong trên đường đến trường đã hoàn tất. Phòng giáo dục và đào tạo cử đại diện phối hợp với giáo viên của trường để cùng lo hậu sự, hỗ trợ, động viên gia đình sớm vượt qua mất mát to lớn. Hiện thầy Nguyễn Đại Bình An, giáo viên trường tiểu học Đường Thượng, chồng của cô Yến đang nằm tại phòng hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Hà Giang. Thầy An bị đa chấn thương phải phẫu thuật cắt bỏ một bên thận. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo nói thầy An phải nằm điều trị, không thể về đưa tăng vợ. Vì lãnh đạo này cho biết đã chỉ đạo trường tiểu học đường thượng cử người thường xuyên túc trực, hỗ trợ tại bệnh viện. Ông Tuyên chia sẻ cô Mai Thị Yến quê gốc ở huyện Bắc Quang, Hà Giang. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp đại học, cô Yến Sung Phong lên xã Đường Thượng công tác làm giáo viên cắm bản tại trường Mầm non Đường Thượng. Trải qua 13 năm công tác bám bản dạy chữ, cô luôn được đồng nghiệp, nhà trường và phụ huynh yêu mến đánh giá cao, nhiều năm liền là giáo viên xuất sắc. Trong quá trình làm việc ở vùng cao, cô Mai Thị Yến gặp gỡ và lập gia đình với thầy giáo Nguyễn Đại Bình An, quê gốc ở Phú Thọ. Vợ chồng cô sinh được hai người con. Hiện con lớn gửi ông bà nội nuôi, còn con nhỏ theo bố mẹ lên Hà Giang. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thông tin thêm, các đơn vị chức năng tại Hà Giang đang khẩn trương hoàn thiện chế độ chính sách đầy đủ với cô Yến và gia đình. Ngành Giáo dục huyện cũng có quỹ mái ấm tình thương đang thực hiện việc hỗ trợ gia đình cô Yến theo quy chế. Thưa quý vị, vụ tai nạn trên xảy ra là điều không ai mong muốn. Hy vọng rằng gia đình và cả những người đồng nghiệp của nạn nhân sẽ vượt qua cú sốc và nỗi đau này. Thưa quý vị, từ vụ việc đau lòng trên, hơn ai hết, chúng ta đều hiểu được sự hy sinh cao cả của những người thầy cô giáo bám bản. Có những thầy cô giáo tuổi đời còn rất trẻ, nhưng họ bỏ lại gia đình, bỏ lại thành phố xa hoa để tình nguyện vượt rừng, vượt suối, để gieo chữ nơi vùng cao bao nỗi vất vả chẳng thể nào kể hết được nhưng trong ánh mắt ấy vẫn ánh lên niềm hạnh phúc khôn tả khi nhìn đám học trò đến trường chăm chỉ học tập. Hẳn quý vị còn nhớ vào tháng 8 năm 2021 những hình ảnh cô giáo mầm non đi cắm bản nằm sóng xoài bên vệ đường khi vượt đèo dốc đến điểm trường lẻ ở điện biên được đăng tải gây xúc động mạnh với cộng đồng mạng. Trong ảnh là cảnh một cô giáo, chân đeo ủng nhựa, người lấm lem bùn đất sau hành trình lội suối vượt đèo dốc, tranh vênh đến cắm bản tại trường lẻ Gia Phú, AB, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Vừa mệt vừa đói sau hành trình dài, một vài cô nằm vạ vật, sõng xoài trên đường. Bên cạnh họ, những chiếc xe máy cũng lấm lem bùn lầy không kém. Được biết, hình ảnh do cô Nguyễn Thị Hồng, giáo viên mầm non thuộc điểm trường lẻ Gia Phú A, trường mầm non số 2, Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Cô Hồng là giáo viên mầm non cắm bản tại điểm trường lẻ Gia Phú A, cách nhà gần 70 km. Cô Hồng chia sẻ: "Những hình ảnh này là đường đến trường của chúng em vừa đi sáng ngày 16 tháng 8. Sau cơn mưa nên đường đi vừa trơn, dốc treo leo, có nhiều đoạn hẹp do đang làm đường hoặc sạt lở khiến bốn cô giáo chúng em chật vật, vừa đi vừa đẩy bộ. Cứ như vậy đến hơn 12 giờ trưa, cả nhóm mới đến gần điểm trường. Vừa đói vừa mệt nên vài cô nằm vật ra đường, thở không ra hơi." Còn năm 2018, dư luận cũng chứng kiến một vụ cô giáo cắm bản bị tai nạn giao thông khi trên đường dạy học về. Vụ tai nạn đã cướp mất một bên chân của cô. Tuy nhiên, không vì vậy mà cô bỏ cuộc, vẫn ngày ngày cùng chiếc chân giả trên hành trình gieo chữ nơi vùng cao. Năm 2008, cô gái người dân tộc Thái vì thị nhân được điều động về công tác tại xã Long Luông, huyện Vân Hồ sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm. Trường ít người lại đông học sinh, cô giáo trẻ được phân công lên điểm trường ở bản suối Bon, dạy 16 học sinh người giao từ 3 tuổi đến 5 tuổi, cách nhà gần 30 km. Hơn chục năm trước, con đường đất trơn trượt, dốc thẳng đứng lên bản rộng gần 2 mét, một bên vực, một bên vách, khiến cho người có tay lái cứng như là nhân cũng không nhớ ngã bao nhiêu lần. Cứ ngã lại lùng cùng bò dậy, chân tay bầm tím, đau phát khóc, nhưng chị lại gạt nước mắt để đi tiếp vì học sinh đang chờ gọi là điểm trường nhưng chỉ độc một căn nhà gỗ ọp ẹp, dựng tạm trên nền đất ẩm thấp. Mỗi khi mưa xuống, nước ngập ngang bắp chân, cô trò lại xin ở nhờ nhà người dân. Chị hay khoe với đồng nghiệp được công tác tại điểm trường 40, không điện, không nước, không sóng điện thoại và không nhà vệ sinh. Cắm bản suối Bon được 4 năm, Nhân được điều chuyển về điểm trường Lũng Xá Tà Dê vẫn thuộc trường Mầm non Lóng Luông, nơi từng là điểm nóng về ma túy. Nữ giáo viên hồi tưởng, nhiều lúc đang dạy tôi giật mình khi thấy tiếng súng vang lên trong bản, chẳng rõ chuyện gì, nhưng cô trò đều co rúm người vì sợ. Là cô giáo cắm bản, vận động trẻ đi học đã khó, làm hồ sơ xin trợ cấp xã hội cho học sinh trong bản cũng không dễ dàng, khi đa phần các gia đình đều buôn bán ma túy hoặc bố mẹ nghiện hút. Chỉ kể họ sợ cô giáo là nội gián của công an đến điều tra nên lúc nào cũng cảnh giác. Chẳng hiếm lần tôi bị đuổi thẳng thừng, tủi thân đến phát khóc. Tháng 11 năm 2018, vụ va chạm với xe tải trên đường đi làm về khiến vị thị nhân vĩnh viễn mất đi chân phải. Thời điểm đó, cô giáo nhân vừa trở lại công tác tại điểm trường Săn Cài được 2 tháng sau khi sinh con thứ hai. Anh cầm trung thông đưa vợ xuống bệnh viện ở Hà Nội để chạy chữa với hy vọng giữ được đôi chân nhưng vết thương nặng, bác sĩ khuyên nên cắt bỏ qua đầu gối để giữ tính mạng. Hai tháng sau biến cố, nhân ngỏ ý được đi làm lại vì nỗi nhớ học trò vẫn ngày ngày rằng xé trong lòng cô. Ban giám hiệu trường mầm non Lóng Luông, huyện Vân Hồ lập tức đồng ý. Còn một chân hàng ngày chị vẫn ôm chiếc nặng dài 1,5m nhờ đồng nghiệp gần nhà chở hơn 20km đến trường. Mọi hoạt động dạy học, cho trẻ ăn uống, chị đều làm thuần thục. Chỉ không đến nhà vận động học sinh đi học, nhưng thi thoảng, nhân vẫn lén xin đồng nghiệp cho đi cùng để đỡ nhớ. Chị bộc bạch, buồn, nhưng việc đã vậy phải vươn lên nghịch cảnh, còn được đứng lớp gặp học sinh là may rồi. Đến tháng 7 năm 2019, chị Nhân bỏ dùng nạng, vay mượn thêm tiền lắp chân giả để tiện chăm sóc học sinh và tập đi xe máy đến điểm trường. Dù có chân giả nhưng không ít lần dừng đèn đỏ hoặc phanh gấp, chị ngã sóng xoài ra đường gây xước chân tay bởi chân trụ không vững. Ba năm sau vụ tai nạn, phần vết thương vẫn đau nhức khi thời tiết thay đổi, nhưng cô giáo nhân nói vui vì đã trở lại cuộc sống cũ. Chị kể vẫn tự lái xe máy đến trường, đứng lớp, sau chăm sóc gia đình nhỏ hàng ngày còn lành lặn. Thấy vất vả, nhiều người khuyên chuyển việc thay vì phải vào bản xã gieo chữ, nhưng chị lắc đầu vì sợ không còn thấy cô chăm sóc học sinh. Nhân khẳng định, mất một chân không phải mất tất cả. Tôi vẫn muốn góp sức để những đứa trẻ vùng cao biết đọc, biết viết. Trừ phi, nghề bỏ tôi, chưa bản thân nhất quyết không bỏ nghề. Đó là hai trong số vô vàn những câu chuyện về sự khó khăn, sự hy sinh cao cả của những giáo viên vùng cao, để từ đó thấy được lý tưởng của những người vẫn đang âm thầm cống hiến cho đất nước. Thưa quý vị, nghề nhà giáo vốn đã cao quý, nhưng những thầy cô giáo bám bản lại càng đáng ca ngợi hơn. Hy vọng rằng các thầy cô giáo sẽ có thật nhiều sức khỏe và niềm tin vào lý tưởng cao đẹp của mình cũng từ đó mong rằng sẽ có thêm những chính sách hỗ trợ động viên để hành trình cõng chữ lên bản sẽ giảm bớt khó khăn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau